Kính chào quý vị, tôi là MC Ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin điểm báo 11 giờ hôm nay, mời quý vị cùng nghe những thông tin tổng hợp vừa được cập nhật. Những thông tin được đăng tải trên trang báo mới.com và nhân dân.vn. Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Đại sứ Đặng Hoàng Giang vừa gặp và trao tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thư của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trong đó phản hồi đề xuất của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thiết lập quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc về ứng phó biến đổi khí hậu và chia sẻ về nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh, Việt Nam cảm ơn về sự hỗ trợ quý báu của Liên Hợp Quốc trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó có cam kết giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Mặc dù gặp nhiều thách thức, Việt Nam sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ các cam kết thông qua các biện pháp nhanh chóng, toàn diện vì lợi ích của người dân. Nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam sẽ qua lưới điện ngày 15 tháng 7, thưa quý vị. Sau nhiều lần lỗi hẹn, nhà máy điện rác Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, được cho là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam, lớn thứ hai thế giới, đã chính thức chốt ngày qua lưới điện quốc gia là 15 tháng 7, đồng nghĩa với nhà máy này việc chính thức vận hành đốt rác phát điện. Đến thời điểm hiện tại, các công đoạn hiệu chỉnh kỹ thuật của toàn nhà máy đã hoàn tất. Việc vận hành thử nghiệm quy trình đốt rác lấy điện đã được kiểm tra kỹ lưỡng và nghiệm thu, nhà máy đã hoàn toàn sẵn sàng cho việc tiếp nhận rác và biến rác thành điện năng. Nếu không có gì thay đổi, ngày 15 tháng 7 tới nhà máy sẽ vận hành chính thức và sau đó, điện sản sinh từ quá trình đốt rác sẽ qua lưới điện. Dự kiến khoảng 20 MW điện sinh ra từ quá trình đốt rác sẽ phục vụ hoạt động của nhà máy và khoảng 50 MW sẽ qua vào điện lưới quốc gia. Hệ thống bồn đốt và tua bin khổng lồ đã hoàn tất quy trình chạy thử nghiệm. Toàn bộ quy trình xử lý rác để phát điện đều được tự động hóa. Với việc chính thức đi vào vận hành và xử lý từ 60 đến 70% lượng rác của thủ đô phát sinh mỗi ngày, nhà máy điện rác Sóc Sơn sẽ phần nào giải bài toán quá tải và nguy cơ vỡ trận rác thải tại Hà Nội. Dân mạng thích thú khoe ảnh mặt trăng lớn nhất năm 2022 đúng rằm tháng 6 rạng sáng nay, ngày 14 tháng 7, người yêu thiên văn Việt Nam đã được chiêm ngưỡng siêu trăng to và rực rỡ trên bầu trời. Đây là siêu trăng lớn và sáng hơn bất kỳ đợt trăng tròn nào trong năm 2022. Hội Thiên văn Hà Nội cho biết, nhiều người yêu thiên văn Việt Nam đã có cơ hội quan sát siêu trăng lớn nhất năm 2022 khi mặt trăng sẽ chỉ cách trái đất 352.000 km, gần hơn khoảng 33 km so với khoảng cách trung bình thông thường. Với khoảng cách đó, mặt trăng sẽ trông lớn và sáng hơn bình thường. Cũng theo Hội Thiên văn Hà Nội, pha trăng tròn đã diễn ra vào 1 giờ 38 phút, ngày 14 tháng 7 theo giờ Việt Nam, khi mặt trăng nằm ở vị trí xung đối với mặt trời nên toàn bộ bề mặt của mặt trăng đều được chiếu sáng. Tiếp tục bản tin là những thông tin thế giới đáng chú ý. Ukraine hoan nghênh quyết định giải ngân cứu trợ của EU sau khi Liên minh châu Âu. EU về giải ngân gói viện trợ mới 1 tỷ euro dành cho Ukraine nhằm giúp nước này duy trì ổn định tài chính trong tình hình khó khăn hiện nay. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal mới đây đã hoan nghênh quyết định này. Số tiền 1 tỷ euro cứu trợ mới này nằm trong gói cứu trợ 9 tỷ euro cho Kiev mà EU đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh tháng 5 vừa qua. Hiện EU vẫn tiếp tục thảo luận phần còn lại của gói cứu trợ. Như vậy, cùng với khoảng 1,2 tỷ euro được giải ngân hồi đầu năm, Ukraine nhận được tổng cộng 2,2 tỷ euro cứu trợ từ EU. Ông Shmyhal cho biết Kiev cũng dự kiến thu được 200 triệu euro thông qua các điều khoản ưu đãi từ Italy để bổ sung nguồn tài chính cho Ukraine. Ukraine dự kiến đến cuối năm nay sẽ huy động được 20 tỷ đô la Mỹ viện trợ từ các đối tác phương Tây. Nga và Iran tăng cường hợp tác nguyên tử vì mục đích hòa bình, thưa quý vị. Ngày 13 tháng 7, trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Tehran, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân nhà nước Nga Rosatom, phụ trách về các vấn đề quốc tế Nikolai Satsky đã có các cuộc tham vấn với Phó Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Behrouzekam Anvarji và với người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami. Tại cuộc họp, hai bên đã nhất trí tăng cường đối thoại và đưa ra các giải pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nguyên tử vì mục đích hòa bình trong thời gian tới. Nikon ngừng sản xuất máy ảnh DSLR, thưa quý vị, gã khổng lồ về máy ảnh Nhật Bản, Nikon sẽ ngừng sản xuất máy ảnh phản xạ ống kính đơn mới SLR, vốn từng là trụ cột của công nghệ nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Trong nhiều thập kỷ qua, chiếc máy ảnh phản xạ ống kính đơn của Nikon đã được các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tin dùng. Dòng sản phẩm này từng là trụ cột xây dựng lên đế chế Nikon. Tuy nhiên, trước sự lên ngôi của nhiếp ảnh di động và máy ảnh không gương lật, hãng buộc phải chuyển hướng kinh doanh. Hiện, Nikon sẽ tiếp tục sản xuất và phân phối các mẫu máy ảnh hiện có, tuy nhiên công ty sẽ hoàn toàn tập trung phát triển các mẫu máy ảnh không gương lật mới. Thưa quý vị, đến thị trấn Phong Điền,
Nguyễn Phong Điền, thành phố Cần Thơ hỏi, ai cũng biết đến một thầy giáo ngoài giờ dạy ở trường còn đi bán thêm vé số để giúp người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Đó chính là thầy Nguyễn Nhật Tân, 40 tuổi, giáo viên dạy môn mỹ thuật trường tiểu học thị trấn Phong Điền 1. Nói về cơ duyên đến với việc thiện nguyện trong gần 13 năm qua, thầy Tân tâm sự ngày trước gia đình cũng rất khó khăn. Thời nhỏ, thầy Tân có thành tích học tập không thuộc nhóm giỏi nhưng có một người thầy đã khuyến khích, động viên tinh thần học tập của các học sinh bằng cách, nếu học sinh nào có thành tích học tập khá hơn, có thứ hạng trong lớp sẽ nhận được phần thưởng, đó là một cây viết và một quyển tập. Lời khuyến khích và những món quà nhỏ ấy trở thành động lực để cậu trò nhỏ nỗ lực trong việc học và sau này nối tiếp người thầy của mình gắn bó với nghề giáo. Đến khi đi dạy, thấy các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn giống mình năm xưa, thầy Tân bất chợt chạnh lòng và nghĩ cách để hỗ trợ các em đến trường. Vậy là thầy bước đầu đã áp dụng cách của người thầy năm xưa để thưởng cho các em có phấn đấu trong học tập. Dần dà, nhận thấy các phần thưởng dù nhỏ nhưng đã góp phần giúp các em học tốt hơn, thầy đã nhân rộng ra các trường khác ở xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, quê hương của thầy Tân. Ngoài giúp đỡ các em học sinh, thầy Tân còn vận động mạnh thường quân giúp các hoàn cảnh nghèo, khó khăn, đau yếu bệnh tật ở địa phương. Khi biết được hoàn cảnh nào thì thầy Tân đến tìm hiểu, sau đó đăng lên mạng xã hội để vận động, kêu gọi hỗ trợ. Nói về lý do phải đi bán thêm vé số, thầy Tân kể có nhiều hoàn cảnh khi đăng lên mạng xã hội để kêu gọi mạnh thường quân. Số tiền đóng góp ít hơn mong đợi, không đủ để hỗ trợ. Đối với các trường hợp này, thầy Tân đi bán thêm vé số để lấy tiền lời bù vào cho đủ. Lâu dần, nhận ra đây cũng là cách để có nguồn giúp đỡ bà con, học sinh nghèo, thầy tiếp tục duy trì công việc này nhiều năm nay. Những người mua vé số của thầy đa số là người quen, những thầy cô giáo ở các trường lân cận trên địa bàn Phong Điền. Dù năm nay đã 40 tuổi nhưng thầy Tân vẫn chưa lập gia đình mà dành hết sự quan tâm cho cha mẹ già, cho các em học sinh và những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngày, thầy vẫn đều đặn đến lớp cầm tay hướng dẫn các em nhỏ những nét vẽ sắc sảo để có bức tranh đẹp. Ngoài giờ lên lớp, bản thân thầy lại góp sức để vẽ nên bức tranh cuộc đời hoàn thiện hơn cho những mảnh đời còn nhiều thiệt thòi. Thưa quý vị, tôi nằm trên núi Bổ Đà thuộc dãy núi Phượng Quang, thuộc địa phận thôn Thượng Lác, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Có một ngôi cổ tự thanh tịnh in dấu thời gian với nét kiến trúc độc đáo không lẫn vào đâu được, đó là chùa Bổ Đà, hay còn được gọi là chùa Bổ. Theo dữ liệu lịch sử, chùa Bổ Đà có từ thời Lý thế kỷ 11 cho đến khoảng thế kỷ 18 thời vua Lê Dụ Tông thì tiếp tục được mở rộng quy mô. Với vị trí bao quanh bởi núi non xanh mượt, phía xa là bóng dòng sông cầu uốn lượn, không gian chùa lúc nào cũng được phủ sắc thanh bình và tĩnh tại khiến lòng người nhẹ hẳn đi ngay khi vừa đặt chân đến. Khu di tích chùa Bổ Đà trải rộng với nhiều công trình lớn nhỏ, trong đó những địa điểm chính như chùa cổ Bổ Đà Sơn, Tân Tự, Am Tam Đức, Vương Tháp và Ao Miếu. Ngay từ lối kiến trúc của chùa đã đem lại cho du khách cảm giác thanh tịnh, thoáng đãng, mộc mạc chứ không chú trọng vào sự hoành tráng, nguy nga. Khu di tích cũng có sự khác biệt so với các ngôi chùa truyền thống ở miền Bắc với lối kiến trúc nội thông ngoại bế cùng hệ thống tường thành vững chắc. Các khu vực trong chùa, từ khu nội tự đến hàng chục dãy nhà lớn nhỏ đều được nối với nhau thông qua các dãy hành lang nhuốm màu rêu phong. Trong khi đó, sân và khuôn viên chùa được bao bọc bởi những bức tường đất cao và dày. Đặc biệt, các bức tường, cổng và một số công trình trong khu di tích được xây đắp bằng kỹ thuật trình tường, tiểu sành vô cùng độc đáo. Ngôi chùa đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt năm 2016. Bộ kinh Phật khắc trên gỗ thị lưu trữ bên trong chùa Bổ Đà cũng được đánh giá là cổ nhất thuộc dòng Thiền Lâm Tế. Vừa một di tích lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử, chùa Bổ Đà vừa là địa điểm lý tưởng để du khách tìm chút trong lành và yên bình trong tâm hồn giữa không gian tôn giáo thanh tịnh. Cho dù là đến để chiêm ngưỡng, tham quan kiến trúc hay gửi gắm chút phút giây lắng lòng giữa cuộc sống hối hả, trải nghiệm một ngày tại chùa Bổ Đà sẽ không làm du khách thất vọng. Thưa quý vị, đảo Ban Giang AC nằm trên biển Adriatic. Quatia là một hòn đảo nhỏ bé được tô điểm bởi hàng loạt bức tường đá khiến nó giống như một dấu vân tay khổng lồ. Hòn đảo Ban Giang AC hình bầu dục được bao phủ bởi một hệ thống tường đá nối dài 23 km. Ban đầu chắc hẳn bạn sẽ nghĩ đó là một mê cung được xây dựng vào thời cổ đại, nhưng thực tế các bức tường cao đến thắt lưng này được những người nông dân thiết kế để giúp cho hoạt động canh tác trong nông nghiệp trở nên dễ dàng hơn. Địa hình đá và gió mạnh không lý tưởng cho việc trồng cây. Vì vậy, cư dân của hòn đảo Capraia gần đó đã xây những bức tường đá này để ngăn cách, đánh dấu ranh giới giữa các mảnh đất liền kề nhau và bảo vệ chúng. Kể từ khi những bức ảnh chụp từ trên cao nhìn xuống đảo Ban Giang AC bắt đầu lan truyền trên Internet, hòn đảo dấu vân tay đã bất ngờ nổi tiếng với tốc độ nhanh chóng mặt và bắt đầu có sự ghé thăm của đông đảo khách du lịch. Mặc dù người dân ở đây vẫn chào đón du khách đến ghé thăm, nhưng đa số họ vẫn tỏ ra lo lắng về việc các bức tường sẽ bị phá hủy bởi những khách du lịch vô ý thức.
Năm 2018, UNESCO chính thức công nhận những hệ thống những bức tường đá khô này là một trong những di sản văn hóa vật thể cần được bảo vệ. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo trưa nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 18 giờ. Thân mến chào tạm biệt.